con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngã bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Cha ơi, con nhớ cha, con nhớ cha nhiều lắm. Con là sóng chảy xiết xeo ca, cha là núi đứng lại và nhớ, dõi theo con với cả khối tình nồng. Như dòng lệ thấm xuống đại dương, cha ơi, con khóc cha. Cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống. Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi, núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha ơi. Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn chìm giữa biên đời, có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn con. Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi, núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn, có dòng lệ thấm xuống hồn. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người,
đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Người nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người. Dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi, Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống tiếc gì một đời sống vì mọi người. Âm thầm ta thành thần cầu nguyện cho ông Francisco Xavier mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho ông sau khi kết thúc cuộc đời của mình được tiến và sổ sống đời đời. Đối với người tin vào Chúa Kitô từ các con người chỉ biến tổ chức gì sinh ra, ông Francisco Xavier đã được sự phúc cửa bắt đầu cuộc đời chúng ta cầu nguyện cho ông đi vào ông được đường vinh quang phục sự với Đức Kitô. Chúa thương gọi như trong một giấc mơ, miệng đôi nước vui tiếng cười, lưỡi tôi vàng lời ta hát, ngàn dân vì chúng ta biết rằng một khi Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa, tử thần chẳng còn quyền chi đối với người. Đó là lời Chúa. Ta ơi
Chúa. Anh chị em thân mến, trước khi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này, chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, ông Francisco Xavier là người thân thiết đã lìa bỏ chúng con, xin cho ông được trở về với Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Chúng ta tin mọi tội lỗi ông Francisco Xavier đã con phạm vì yêu vui. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Ngày tốt đẹp của ông Francisco Xavier được đi sâu trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Trước cái chết của ông Francisco đang làm, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Đức Mẹ cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, biết là những người đứng dưới chân thánh giá Chúa. Chúng ta phải đến với Đức Mẹ, xin Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tự và đời sức phục sự của người đến muôn cổ muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa còn đang là người ước quy tắc thành ước của hữu hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Xin ngôi lời nhận thể Chúa còn thánh hóa cách lạ lùng hơn nữa. Cứu xin Chúa chúc lành cho sức quan tài này, mà thể xác ông Francisco sẽ được trao phó như thế nhà tạm. Trong lúc chờ đợi này, trong lâm hy vọng của Đức Giêsu đang ngự trên núi thiêng cao trong Chúa Thánh Thần, ngày hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Ta không mất đi lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con ngày mai trong Chúa chẳng có nơi buồn đẹp mãi niềm vui. Một kiếp này dù sống hay chết, tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy Chúa, xin cho tín hữu này được an nghỉ ngàn thu, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Francisco Xavier. Lạy Chúa, xin cho tín hữu này được an nghỉ ngàn thu. Amen. Là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa. Bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa, xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình. Ơn biển
trời ghi khắc trong tim, nuôi con bằng sữa tình yêu và dạy con bằng tiếng thương yêu, là nụ hoa bé nhỏ dại khờ, con nhờ mẹ cha mới trở nên người, bàn tay cha dòng sữa mẹ xin ghi nhớ không bao giờ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Ôi dã biệt lòng đây nát tan.
Lạy Chúa, xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi, vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, hẹn mãi sau đến trong nước trời, xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Quanh đây xin giã từ một lần cuối, vì quanh đây mắt giọt lệ lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi, ôi giã biệt lòng đây. Và lạy Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Và lạy Chúa xin dấu thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kinh. Tình yêu thương xin nhớ.
trà ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu yêu, và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Chúa Giêsu, Chúa đã ban dạy rằng bay hãy xin thì bay sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi lửa luyện tổ. Tôi xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh em bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn thấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho linh. Amen. Jesus Maria Jose con mến yêu. Xin chúa linh hồn Francisco Xavier. Jesus Maria Jose con mến yêu. Xin cứu rỗi linh hồn Francisco Xavier. Jesus Maria Jose con mến yêu. Xin cứu rỗi linh hồn Francisco Xavier. Sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời. Đều Chúa trong tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thân thôi, nhưng cha con rộng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ. Từ sâu tôi con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ sâu thương đau con đợi trông Chúa nhận lời. Được tin ông Francisco Xavier vừa mới qua đời thì chúng tôi xin đại diện của tôi xin đại diện cho gia đình và tạm thánh tâm cùng với ca đoàn tình hương đến có lời cầu nguyện và xin chia buồn cùng với tăng quyến. Thì nguyện xin Thiên Chúa ban ơn cho tăng quyến cũng như là linh hồn Francisco Xavier được trở về nước Chúa. Xin tên cha và con và thánh thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần người thương thăng tiếng hồn con ban xuống cho con hồng ân chan chứa trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Đói nghe lời con thiết tha tình thương mến ông u con ngày đêm đoàn thân xa khổ chẳng là ơn thiên nơi Chúa trời là cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất một nước Chúa cha cùng là Chúa chúng con bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô chịu đóng đanh trên cây thánh dây nếu Đức Chúa cha phép tắc vô cùng
Đằng sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này. Các thánh đồng công, tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống bày an. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phanxicô Xavier được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm hồ hoài đớn đau. Mẹ mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Kính thưa gia đình Phật tử Thánh Tâm giáo xứ Vinh Sơn, kính thưa ca đoàn tình thương giáo xứ Thánh Vinh Sơn, gia quyến của chúng con rất xúc động và bồi hồi được gia đình Thánh Tâm và ca đoàn bên giáo xứ Vinh Sơn là những người bạn rất thân đến chia buồn đọc kinh cầu nguyện để tiến đưa người anh em Phanxicô Xavier rất thân với chúng con về với Chúa. Chú Phanxicô Xavier ra đi để lại một vợ, hai con thơ. Chú ra đi này rất mát rất lớn, nhưng nhờ đến Chúa. Nhưng nhờ ơn Chúa đã động viên tinh thần và dìu dắt cho người vợ và em của chúng con đứng vững để lo ma chay, lo Phanxicô Xavier. Và gia đình chúng con cũng xin gia đình Thánh Tâm và ca đoàn tình thương tiếp tục cầu nguyện nhiều cho linh hồn Phanxicô Xavier và gia đình chúng con. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ. Cứ hội đoàn ba con, cứ hội đoàn ba con. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây, lòng thương nhớ cha đã rời xa.
ngày xưa quá êm đềm, ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu. Giang đôi tay ôm ấm con thơ vào lòng, người là ánh sáng dọi đường con bước. Cha ơi, mãi không quên tình cha. Vắng bóng cha, nhớ mãi dãi người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, gọi ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha yêu ơi, con nhớ không quên ngày đó, con thơ khôn lớn bên cha từng ngày. Giờ còn đâu nữa ngọt ngào thơ ấu. Cuộc đời ai biết đâu ngày mai, con không quên năm tháng bao la tình cha. Giang đôi tay ôm ấm con thơ là anh xa dọn đường con bước. Cha ơi, mãi không quên tình cha. Bao đêm cha không yên giấc, nghĩ về ngày mai
có gì để cho đời con. Bao nước mắt rơi, rơi cho con êm ấm cuộc đời. Năm tháng vẫn trôi, nhưng tình cha mãi không đổi rời. Nuôi con thành người, không ngại bao nhiêu gian khó. Mặc bao đắng cay, cha vui dẫn con vào đời. Thơm lặng tình người là tình cha yêu, khó nhọc một đời bao nặng gánh phong ba. Ca tụng Chúa đi, hồn tôi ơi, suốt cuộc đời tôi xin hát mừng Chúa. Sống bao lâu nguyện đàn ca kinh Chúa trời, gồm kinh con nơi hàng quyền thế, nơi người vàng trong cứu nổi ai. Họ tan thôi là trở về cát bụi, dự định bao điều ngày ấy tiêu tan. Phúc thay người được Chúa trời nhà ra có phù hộ. Người là đấng táo thần trời đấng bơi biển khơi cùng muôn loài trong đó. Người là đấng giữa tháng năm còn lại đang tại cửa âm ti. Tôi có nói chẳng còn nữa. Chúa mở mắt cho kẻ hù là Chúa cho kẻ bị chìm xuống đứng thẳng lên. Chúa yêu chuộng những người công chính, Chúa phù trợ những cánh ngoại kiều. Người nâng đỡ cô nhi qua phố, nhưng pha vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa. Muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên đô vạn lai. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Francisco Xavier. Cho Ngài trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Trong Chúa muôn đời. Nơi
Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha vãn nài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó. Vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, vì nguồn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Trong Chúa muôn đời, nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, Ngài từ bi xót thương vô vàn, phần bày tôi biết bao lỗi lầm. Xin chớ chấp tội con, nào ai luôn đứng vững. Giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng. Tại sao vậy?
Tại sao Giê-xu luôn nhấn lại cái bài học phải sẵn sàng và thử thách các chúng ta còn sống để học thế này? Trước hết là vì chúng ta không biết cho đến lúc nào. Tôi đã nghĩ kẻ đến như kẻ trộm. Và cái này mới là cái quan trọng. Số phận của mỗi người chúng ta sau khi chết được định đoạt một cách dứt khoát, không thể nào được sửa chữa. Đó là cái mà chúng ta phải tâm, phải suy nghĩ. Và như vậy sự chết được là tiêu cực, không thể nào. Sự chết dạy chúng ta rất nhiều bài học tích cực. Sự chết dạy chúng ta đừng quá dính đen với trở ra này. Bởi vì muốn cái thứ hai đã nhìn ra đi hai mặt tay trắng thôi. Và cái đó là hợp lý, là bởi vì chúng ta vào đời không mang theo gì hết. Không, khi thấy bảo vào đời không mang gì thì con thể pháp vào một đời này với người ta cảnh sát. Chắc là sự gì? Rồi sự chết dạy chúng ta điều gì nữa? Dạy chúng ta hãy sống, sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Bởi vì thời gian là mẹ cả quý của ta, chúng ta được thế nào? Nhất là khi mà quý thời gian chúng ta còn ngắn lắm. Tôi có nay gần 70 tuổi, sống hay chết mà. Thì chúng ta phải thấy cái sự chết dạy chúng ta như là quý lắm. Thời gian càng ngắn thì chúng ta càng phải chạy nhanh, sử dụng thật tốt và hiệu quả cái thời gian còn lại, làm lợi nhân và chúng ta thực sự làm lợi cho chúng ta, chứ không cho chúng ta. Và cuối cùng sự chết nhắc chúng ta phải tiết lũy cho mình kho tàng không bao giờ tiêu chuẩn. Chúng ta ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng không được phép ra trước tòa Chúa với hai bàn tay trắng. Quan trọng hơn thưa chị em, qua lãnh đạo quan trọng và xin Chúa giúp ta sống khỏe mạnh như những người con của Chúa. Chúng ta sẽ thấy lễ này cầu nguyện trong Francisco lòng tất cả. Tôi có cảm tưởng ông tin Chúa như là người chết với được sao, với được khảo tưởng, người chết với được khảo tưởng. Cho nên tôi là người sứ đồ cho ông ở bệnh viện. Thì tôi cảm nhận là cái tinh thần của ông rất là vững. Từ lúc đó ông đã xuất sắc lắm rồi. Đau đớn có thể là người cũng không thôi. Nhưng mà tôi thấy có những cái điểm tin. Từ đó cho thấy cái điểm tin là vô cùng quan trọng. Chính đức tin giúp chúng ta đứng vững và bền đầu tiên. Và giờ đây để xin lắng không được hết chúng ta thành công ăn ăn sống với tổ lỗi xin Chúa thương giảm. Amen Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã dùng mầu nhiệm thánh giá để củng cố chúng con và mầu nhiệm phục sinh của con Chúa để ghi dấu nơi chúng con. Xin thương ban cho tôi tớ Chúa là ông Francisco Xavier, sau khi thoát khỏi xiềng xích sự chết, được gia nhập cộng đoàn những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngày hằng sống và hiên tri cùng Chúa
trong sự lập nghiệp của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chết thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người sao. Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được người nữa. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Chúa chân nuôi tôi đây, hồn tôi vui ngắm ngay, đồng xanh đâu thiếu chi, người cho
Vì thế hy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là cha quảng năng chúc mừng. Xin Chúa nhận hy lệ bởi tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ước cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những lễ ca tụng này cầu cho tôi tới Chúa là ông Phanxicô. Chúng con cần khoản này xin Chúa tha thương nhờ nghi lễ giao hòa thánh hiền này tôi tớ Chúa đã được sống lại. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Để nâng phân hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Là ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là chiến lang, để Chúa là chân thánh, là xin Chúa toàn năng và mở chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là xứng đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nơi người niềm hy vọng sống lại vinh phúc đã chứa quả trên chúng con, để những ai buồn sầu vì số phận chắc chắn phải chết cũng được an ủi. Vì Chúa đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt sau này. Vì lời Chúa đối với thiên nữ sự sống thay đổi chứ không phát đi, và khi nơi nương náu ở trần gian bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ ở kính tín trên trời. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng đoàn thiên thần, các tệ thần và quảng thần cùng toàn thể đạo kim liên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc cầu vinh quang Chúa rằng để đỡ lên cho chúng con mình và máu Chúa Kitô Chúa chúng con khi từ biệt lập mình chịu khổ hình. Người cầm lấy bánh tạ ơn mẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể ấy sau các tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn cao các môn đệ mà nói: tất cả các con nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con. Và nhiều người được tha tội các con làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là bầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con đưa lên Chúa ánh truyền sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Hồi Thánh Chúa đã cầu khắp hoàn cầu để tiếp con được thành công đức đến cùng với giáo hoàng Phanxicô cầu các phục vụ tá và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ông Phanxicô Xavier mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về tôi Chúa xin ban cho kẻ chết khi con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con đang nghỉ cho niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt ở tổ quốc và cha mẹ và các phòng kiến của chúng con đã đi trần khắp tình thương của Chúa. Chính nhiều người với người và các người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự lập nghiệp của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Hôm nay Chúa cứ đi và theo đệ người dạy chúng ta ra nguyên thần. Lạy Cha chúng
lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đón thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu rỗi chúng con. Vì vương quyền, quy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Vậy Chúa Giêsu Kitô đã nói với các môn đồ rằng thề là bình an cho các con. Chúa hằng sống và hiển chi muôn đời. Amen. Ở lòng của Chúa hằng ở thánh sẽ. Và ở cùng cha. Ban hành tiến hành nhà giáo giáo sứ Tân Chí Linh. Con xin đại diện cho ban quyến xin chân thành cảm ơn cha và quý vị. Cái sự cao cả của cha và quý vị, ban quyến chúng con không biết nói gì hơn. Xin cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành đến cha và toàn thể quý vị. Trong lúc buổi lễ chắc chắn có những điều sơ sót, xin cha và quý vị lượng thứ, và gia đình chúng con xin cúi đầu cảm tạ cha và toàn thể quý vị. Ta ở cùng cha, xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Đây là con cho anh chị em đi bình an. Ta ơn Chúa.
biến xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Hồng ân chan chứa, cha dựng cho bán ngôi thanh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba, đoài nghe lời con thiết tha. Thường mềm ấm ngũ con ngày đêm, nhận lòng xa hồn chẳng bàn ấm đêm. Vì danh Chúa nhân từ, chúng con cây vì danh Chúa nhân từ. Xin cho linh hồn Asiko Savie được lên chốn nghỉ ngơi. Con mến yêu xin cứu rỗi linh hồn Asiko Savie. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Francisco Xavier. Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi linh hồn Francisco Xavier. Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường, cho lung linh anh nhiệm màu. Lên tới thiên đường nhiệm màu, thiên hà là như cánh vàng kêu xưng Chúa ơi, Chúa ơi, lòng con chân thành dâng vinh quang Chúa muôn vàng, không gian mấy tơ vàng đầy cao siêu lễ tôn thờ, con khấn xin người tương tình. Cần cầu là Chúa hãy dù hương ban muôn hồng ân. Chúng con trong cơn đau thương nước mê Chúa Trời, xin Chúa Thế Chúa bao lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, phép điều động trinh hiển vinh sáng lắm. Thì Chúa chúc con cho mọi sự giữ amen. Lạy Chúa thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, con xót chúng con. Thánh cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Cầu cho linh hồn Francisco Xavier. Xin cho thiên thần hộ thủ. Cầu cho linh hồn Francisco Xavier. Nữ vương ban sứ bình an. Cầu cho linh hồn Francisco Xavier. Lạy các thánh giữ vì đạo nước Việt. Cầu cho linh hồn Francisco Xavier. Nào ta chung tùng Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh.
Chúa đã biết từ ngàn xưa, con mang thân thể nặng nề là con luôn mê mãi trần thế. Dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Trong
xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vang lạy Chúa xin du thương ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vang. Francisco Xavier, tiếng Chúa gọi anh về sau những ngày bạc bệ. Này Chúa thương, của anh về rất nhiều sự, những sự đau khổ của thời gian và bệnh tật. Trong tâm tâm tình đó cũng đơn là người vợ của anh Francisco cũng là một người trong thời gian có một thời gian sinh hoạt với cả đoàn. Thì hôm nay các tiền cả đoàn đến đây trước tiên là xin chia buồn với chị, mình tan biến thật sự mất mát. Sau là xin kim Chúa là Cha rất nhân từ được đến linh hồn anh Francisco để linh hồn anh Francisco được sớm được thánh nhan Chúa. Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Từ vườn sâu tiếng con kêu cầu, từ vườn sâu tiếng con nguyện cầu. Trên trời xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin cho để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Con Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Người cho tôi một câu ru tiếng ta, làm cho thầy gieo nên một khúc ca tình yêu thương hình thù không xóa nhòa, cảm say lòng tôi nơi ca vang ngân nga. Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chắc chứa bao niềm vui. Có Chúa dẫn đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thần thơ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha ơi, Cha của con, cuộc đời con mất Cha thật rồi. Cha ơi, Cha
Kính thưa công đoàn dân Chúa, gia đình nhà Hiếu, chúng con chân thành cảm ơn ca đoàn Francisco Xavier, giáo xứ Phân Chí Linh đã đến đọc kinh cầu nguyện tiễn đưa anh Francisco Xavier là chồng của cô Hằng, trước kia cũng là đoàn viên của ca đoàn Francisco Xavier Phân Chí Linh. Gia đình chúng con rất là buồn vui và gặp lại ca đoàn xưa kia của mình. Chúng con không biết lấy gì đâu, xin Thiên Chúa trả ơn bồ hậu cho các quý đoàn viên nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ, và thêm lời cầu nguyện cho anh Francisco Xavier, chồng của chúng con. Ngày con thơ bé mẹ đã đi xa, mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con. Những đêm mưa gió tới bời, tiếng con thơ khóc ra rời, đau đớn lòng cha nước mắt rơi. Đời cha sương gió nuôi lớn khôn con. Một chiều mưa rơi ân cần cha nói, con nơi hay sống.
nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thắm thiết hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm u con ngày đêm, chẳng thân xác hồn chẳng làn ơn thiêng. Anh chị em thân mến, chúng ta biết rằng chúng ta hiện diện ở trần gian này không ngoài thánh ý Chúa. Khi qua khỏi cõi trần, ta lại về với Thiên Chúa. Nghi thức trọng quan nhắc ta nhớ rằng ông Francisco Xavier đã rời ngôi nhà trần gian để về với trời, trời trên thiên quốc, đã lìa bỏ người thân gia đình để về với Chúa ba ngôi Thiên Chúa. Chúng ta hãy hướng lòng lên với Thiên Chúa và dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con hy vọng chắc chắn có ngày gặp lại ông Francisco Xavier trong nhà Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa. Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, đã đến lúc ông Francisco Xavier từ giã căn nhà yêu thương này, bỏ lại bao người thân đang đau khổ vì chia ly. Xin cho chúng con ghi nhớ mãi những hình ảnh, những kỷ niệm tốt đẹp của ông Francisco Xavier. Xin cất đi những muộn phiền, những nối tiếc của chúng con trước sự ra đi của ông Francisco Xavier. Xin ban cho chúng con niềm hy vọng mai này chúng con sẽ được gặp lại ông Francisco Xavier trong nước Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin Chúa nhờ đấng hằng sống và hiền tri với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập trời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, tim con reo hoan lạc Chúa ơi. Đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, ôi bao nhiêu mến thương ngập. Về nhà Chúa như dân xưa đi về thánh đường. Đi về nhà Chúa, tâm tư con đã bao đời chờ. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa, đi về thánh đường. Đi về quê nhà, đi về nhà Chúa, đi về nhà Chúa. Chúa ơi, với chiều thần thánh
con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con muốn chia tri ân Ngài Chúa. Đi về nhà Chúa với chiều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Chúa ôi tuyệt vời. Lạy Chúa, đi về nhà Chúa, con chia tri ân Ngài Chúa. Đi về nhà Chúa với chiều thần thánh, con ca danh Chúa ôi tuyệt vời. Chúa ơi. Chúng con cầu xin nhờ Jesus Kitô, con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trì cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập,
một chỗ ở vĩnh viễn trên trời, không do tay người phàm làm ra. Bởi đó chúng ta đầy lòng tin, tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, dù ở trong xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô, xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Đó là lời Chúa. Bọn lính đóng đinh Giêsu vào thập giá cùng với hai tên trộm cướp, một đứa bên hữu và một đứa bên tả người. Một trong hai tên trộm cướp bị đóng đinh cũng phỉ báng người rằng: ông chẳng phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Rồi anh ta nói: thưa Ngài Giêsu, khi nào về nước Ngài xin nhớ đến tôi. Giêsu đáp: quả thật tôi nói cho anh biết, ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, đối với Thiên Chúa không bao giờ là quá muộn. Đó là điều mà tôi và có lẽ cả anh chị em cũng nghĩ như thế khi cử hành thánh lễ an táng cho ông Francisco Xavier Nguyễn Văn Chí hôm nay. Ông Francisco Xavier chỉ mới được rửa tội vào ngày 23 tháng 2 năm 2023 do chính tôi cử hành tại nhà thờ này, tại chỗ này. Tôi nhớ hôm đó là thứ Năm. Xem ra một màn, và thực sự là một màn, 51 năm cuộc đời mà chỉ có hơn một năm biết Chúa thôi. Thế nhưng thưa chị em, đối với Thiên Chúa, thời gian chưa phải là yếu tố quan trọng
mang tính quyết định số phận đời đời của mỗi người chúng ta, mà là lòng tin, là mức độ của lòng tin, là chất lượng của lòng tin. Chính vì vậy Đức Giêsu đã có lần nói với những người Do Thái cứng lòng: tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông phương Tây nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Cuối đời. Thế nhưng niềm tin của anh quả là rất đặc biệt. Đặc biệt là vì chính khi bị dân chúng chế nhạo, tin mừng chúng ta vừa nghe được lại một trong hai tên sát phi bị treo lên thập giá cũng nhục mạ tử hình. Ông không phải là đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với. Thế nhưng tên thì mắng nó rằng: mày đang chỉ chúc của đền phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta có ra bên Chúa trước mặt mày đời đấy. Mà một câu hỏi quan trọng làm dấu hiệu ra trước khi ăn đời quán cơ và đồng thức là nó thì như thế này. Để nói khác được là vì sứ mạng của Ngài trên trần gian này là để tìm kiếm và cứu vớt những gì đã mất, và vì thế bất cứ ai có lòng tin nơi Ngài sẽ được Ngài ủng hộ. Chắc chắn lời của Ngài đây với Giêsu hẳn phải lời an ủi cho những ai biết Chúa muôn mạng, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đã biết Chúa từ lâu mà kém đức tin, nhất là không sống đức tin. Thật ra Giêsu là dấu chỉ của tình thương và sự nhẫn nại đó, bởi vì không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người thí mạng vì bạn hữu. Và bởi vì ngay cả khi con người chối bỏ và giết chết, thì Chúa vẫn yêu thương và muốn cứu độ con người. Kẻ trộm có lòng tin. Ông Francisco Xavier đã nhận ra dấu chỉ yêu thương đó, tưởng và cậy trông. Amen. Lạy Chúa là Cha chính thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con
con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể nào vinh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc cầu vinh quang Chúa thần. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy máu, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm Đức Kitô. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cung đồ để tạ ơn. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là ông Francisco Xavier mới qua đời, Maria nhân ngày giỗ và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Chính nhờ người ơi, người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa Thế và theo thế người dạy, chúng ta ra nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời đã cùng như thế trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa, Chúa hằng sống và hiện chi muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở với anh chị em. Và anh chị em hãy chúc bình an. Thank you.
Thank you.
chết ở đời này thì được sống cho Chúa. Xin Chúa lấy lòng từ ái xót thương đầy xóa các tội tôi tớ cho đã phạm vì thân phận nhân loại yếu hè. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Xin các thiên thần dẫn đưa ông Francisco Xavier vào thiên đàng. Khi tới nơi, xin thánh từ nào đón tiếp và dẫn đưa ông vào thành thánh Jerusalem.
ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì. Xin Chúa nhận lời chúng con.
đây chúng con cô đang đứng lên cổng Francisco Xavier trong tình thương bao la của Ngài. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa trên ngai ta đã sẵn nước Cha chỉ đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nước Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng thăm trên cây thánh giá, chết và tan san xuống một tổ tộc. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngờ bên hiểu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Hằng có ở khắp thế này, các thánh thông thông. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Lời Chúa chúng con phó thác linh hồn Francisco Xavier cho Chúa. Thân thể ông sẽ được hỏa táng cắt đùi trở về cắt đùi cây và lời bảo chứng của Đức Kitô sống là chúng con tràn trề niềm tin đời trường ngày phục sinh trong cuộc sống vĩnh hằng và mai ngày được đoàn tụ trong tình thương của Chúa. Chúng ta thấy rằng con người của chúng ta các điều những đàn đà đã nói về thân phận của con người là đã đào rơi các lối thiên đăng suối tiến anh đưa những lần hồi bàn mắt trên cả một cõi trần gian, cái đạp bay lên cuối tầng trời, trời đất từ đây xa cách mạng ngàn năm vòng vòng ánh chân chân. Một cõi thiên đàng, một cõi thiên đăng chính là niềm hy vọng của người Kitô giáo của chúng ta. Dù chúng ta sống lâu hay mong thì cuộc đời này cũng là thuộc về Chúa. Chúng ta mong nhạc linh hồn ông Francisco Xavier như là cánh vạc được Chúa đưa về trời, trời đất từ đây xa cách mãi ngàn năm vòng vòng ánh chắc chơi. Điều chúng ta không còn gặp ở nơi trần gian này, nhưng ở cùng Cha trên thiên trôi quả năm là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy Chúa xin theo linh của Francisco Xavier được nghỉ yên muôn đời. Hòa cho anh sang ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Francisco Xavier. Xin Chúa nghe lời chúng con thành cầu và đưa linh hồn Francisco Xavier qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đơn thứ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đông đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con thành cầu và đưa linh hồn Francisco Xavier qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đông đau vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn Francisco Xavier qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng đông đau vô cùng đớn đau. Con ra đường có mẹ cha là trời cao biết đơn bao la, con ngày qua giờ tuổi còn già con là nụ hoa.
Kiếp
thân cho bụi cũng tàn rồi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoa.